Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món ốc hương bông xào xả ớt thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Ốc xào xả ớt là món ăn rất ngon miệng, thịt ốc hương giòn giòn lại ngọt thơm, béo ngậy. Đậm đà xúc ốc hương xào xả ớt ra đĩa để thưởng thức khi còn nóng, thành phần khẩu phần. Hai người, ốc hương 600 gia, xả hai cây, hành tím một củ, ớt một trái, gừng một miếng, tỏi ba tép, đường trắng 1 phần 2 muỗng canh. Dầu ăn 2 muỗng canh, nước mắm 1 muỗng canh, sa tế 1 muỗng canh, tiêu 1 phần 2 muỗng cà phê, hạt nêm 1 phần 2 muỗng cà phê. Hướng dẫn thực hiện một ốc hương trà sát cho sạch sau đó ngâm ốc với nước gạo vài tiếng cho nhà hết chất bẩn rồi đem rửa lại vài lần. Rau răm nhặt lấy lá và ngọn non, một cây xả đem đập dập rồi thái khúc dài, một cây xả còn lại đem thái lát mỏng. Gừng, hành khô, tỏi đem băm nhỏ, ớt sừng thái lát mỏng, hai, cho nước vào nồi đun sôi cùng với xả đập dập. Khi nước sôi thì cho ốc hương vào luộc tới khi ốc chín thì vớt ra. Đặt chảo lên bếp cùng với hai thìa dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho xả vào xào cho thơm mới cho tiếp hành, tỏi, gừng băm nhỏ vào xào cho thơm lên. Bà, tiếp theo bạn cho ốc hương đã luộc chín vào đảo đều rồi nêm chút nước mắm, bột nêm. Tiêu, đường, sa tế cho vừa khẩu vị rồi đảo đều cho ốc ngấm gia vị, sau cùng bạn cho rau răm và đảo đều thêm vài vòng là tắt bếp. Cách làm ốc hương bông xào xả ớt đã hoàn thành. Xúc ốc hương xào xả ớt ra đĩa để thưởng thức khi còn nóng.